Ok. Ê. Rồi. Hôm nay là tháng 9 ngày 29 2024. Tụi này đang ở nhà của anh chị Henry đây. Đó. Thì rất là đặc biệt là hôm nay có ba cái birthday của ba người phụ nữ đẹp. Người đầu tiên là chị Nhật Hạ này ha. Người thứ hai đó. Dạ. Người thứ hai là Mai Thu Chan, người thứ ba là Dr. J. Ok. Bây giờ tụi mình hát luôn đi nha. Chụp đây, anh đang chụp nè. Anh đang chụp, anh phải đứng chính giữa cơ. Anh phải đứng chính giữa bắt đề. Không muốn ăn cắp chỗ. Không muốn ăn cắp chỗ. Rồi, rồi. Rồi, cười nha. Chụp nhiều lắm á, cười nha. Chụp dữ vậy. Ừ, để chụp ngang nữa. Chụp dọc luôn. Rồi, ok, giờ tụi mình hát nha. Anh đứng vô luôn. Anh đứng vô luôn, mình vô luôn đi. Hai anh vô lên, để vô luôn em chụp, vô đi em chụp chứ. Vô đây để em quay, em đang quay. Em lôi em chụp kìa cho hồi gửi qua. Rồi. Đứng rồi. Rồi, ok. Rồi. Ok, để chụp trước nha, nhìn nha. Cười đẹp nha, ok. Rồi. Ok, bây giờ bắt đầu hát nha. Ok, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ha Trang and Dr. J. Happy birthday to you. All right. Okay. Make a wish and blow an invisible candles. That's 5 years old. Dễ thương quá, tìm cái này vậy. Một người 24, trời ơi. Ơi, trẻ mãi không già. Rồi, ok. Nè. Dạ, cái này đang quay nghe. Đang quay, anh cứ cầm quay thôi. Anh cầm quay xong rồi anh bấm cái nút căng. Hiểu. Ok. 1, 2, 3. Hát lại lần nữa nha. Hát đi. Cái này hay chút xíu nha. Hát đi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi. Bấm cẳng nha. Bấm. Ok, bấm cẳng nha, chắc. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Ok. Wow, bấm cẳng là sao không hết à? À, vậy đây.